các nhà hàng thức ăn nhanh tại Việt Nam không mua hàng trong nước. Kể từ khi thương hiệu thức ăn nhanh đầu tiên bước chân vào Việt Nam trong năm 1995, đến nay thị trường Việt Nam đã có hàng chục thương hiệu thức ăn nhanh quốc tế với số lượng cửa tiệm lên đến hàng ngàn địa điểm. Thế nhưng phần lớn nguyên vật liệu vẫn phải nhập khẩu. Là ngành tiêu thụ lương thực với mức tăng trưởng doanh số trên 20% một năm, nhưng hiện nay các doanh nghiệp trong nước lại đang đứng ngoài chuỗi cung ứng thực phẩm của ngành ngân hàng thức ăn nhanh. Theo lý thuyết, khi các thương hiệu thức ăn nhanh đi vào thị trường Việt Nam, thì cơ hội cũng mở ra cho các nhà cung ứng thực phẩm trong nước. Tuy nhiên, đến nay, không có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đạt đủ tiêu chuẩn chất lượng để trở thành nhà cung ứng cho các thương hiệu ngoại quốc. Vào Việt Nam từ năm 1996, một đại diện của KFC cho biết, để lựa chọn được nhà cung cấp thịt gà trong nước, thay cho việc phải nhập khẩu, KFC đã phải cử một đội ngũ chuyên gia từ Hoa Kỳ sang Việt Nam để huấn luyện cho các nông dân để bảo đảm chất lượng của thịt gà. Sau 17 năm, KFC cũng chỉ nâng được tỷ lệ sử dụng các sản phẩm nội địa lên đến khoảng 30%. Hai nguyên liệu quan trọng là khoai tây và nước sốt đều phải nhập khẩu 100%. Rất nhiều các công ty trong nước đã nhiều lần chào hàng các chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, nhưng hầu hết đều thất bại vì không vượt qua nổi những tiêu chuẩn của nhà quản lý như kích thước, sự ổn định trong số lượng, chất lượng, sản phẩm. Hiện nay, các nhà cung cấp cho các chuỗi thực phẩm quốc tế ở Việt Nam phần lớn là các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Hiện đang cung cấp độc quyền bánh burger cho nhiều thương hiệu thức ăn nhanh tại Việt Nam như KFC, Burger King. Đại diện của hệ thống ABC Bakery cho biết, doanh thu đến từ ngạch kinh doanh này đang gia tăng mạnh mỗi năm. Trong năm nay, doanh thu từ việc cung ứng bánh burger đã lên đến 25% so với 15% 2 năm trước đây. Các đại diện của các thương hiệu thức ăn nhanh ngoại quốc đều nói họ luôn mở cửa cho các nhà cung ứng địa phương. Vấn đề là tùy thuộc vào chất lượng của nhà cung cấp.